Hello, xin chào các bạn. Mình là cameraman của anh Sóng Hai Miền nhá. À, xin chào cameraman. Vâng, để lại tiếp tục thôi. Toàn là những món nhân gia. Hôm nay cameraman của Sóng Hai Miền sẽ quay một clip tổng quát về một cái món mà họ gọi là món thang cổ đấy các bạn. Nhiều người không biết đến món thang cổ nó như thế nào đâu. Những người ở đây là nó nhiều cách chế biến nó khác nhau. Đầu tiên là có món thịt nướng này nhá. Ô thèm quá, chảy cả nước miếng đây này các bạn ơi. Nhìn đã luôn, thấy chưa? Đặc món này. Ôi, nhìn cái nước chấm này. Không cưỡng lại nổi cái nước chấm này. Còn thịt nướng này thì quá tuyệt vời luôn. Mà ở đây họ làm là dân dã hết nhé các bạn nhé. Tổng quát hết đi. Gần cảnh nhà, đây như món kia đây. Bộ phận lòng có, cái gì cũng có nha các bạn nha. Đấy. Vâng, đặc biệt này. Và đặc biệt là cái này là mù bạc nữa. Có người lại không ăn được loại này đâu nha. Mù ép hơi ăn chớ, quay mà ăn chớ có đáng chín nhá. Chăm. Cái này nữa các bạn ạ. Bao nhiêu là món ngon cái gì á? Bà la đâu mà quay bà la. Quay bà la. Để làm về những món ăn đó. Đây. Khép xuồng. Món này là hồi còn nhỏ mình ưu thích món này nhất này, đó thấy chưa? Rất đẹp non các bạn. Gọi là dạ dày bò non. Nước quả này. Rất ngon nha các bạn nha. Nói nhau, bây giờ mình chín rồi bây giờ mình. Chế biến rất là nhiều món ngon đấy. Để tí nữa các bạn cùng thưởng thức với anh Sóng Hai Miền là sẽ biết thôi nhé các bạn nha. Ăn đi đấy. Ăn đi ngon quá. Cho khán giả luôn đây. Mà món này chắc quý anh chị không món này đã đặc biệt đấy. món này trên núi lâu làm thịt một con đấy. Cứ hỏi con chứ, ngon quá đồ phố sao biết tay được làm cho con ngứa cái tay quá, ngứa tay là lại ngứa lên cái mồm. Nhìn thấy thế này không chịu nổi, thông cảm anh em nhé, cứ phải thưởng thức thôi chứ. Chết thế à. Sao nó kinh lắm cậu. Ăn cái này không phải da dày đâu. Cái này là chỗ muối hay là muối. Ăn spring đây là ăn tẻ trước. Xúc đó mà sao thịt. Mẹ đang nuôi. Đây vậy. Ăn mà sao giòn giòn, nó lạ hả? Cái bò này sao lạ? Gấp lén luôn. Tóm lại Sóng Hai Miền thì đang bị đau chân, nhưng mà không thể cương lại nổi với cái món này. Về chỉ có uống thuốc thôi. Bố đang làm. Ăn không có rồi. Có chưa? Cái này đen lắm cái này. Sắp đen này. Thôi, đã làm rồi thì cũng phải làm một miếng đi. Để mấy các bạn. Thôi, xin mời nhé. Chấm một cái coi. Thôi. Nhấn mạnh nhá. Cái này thịt có gần này, loài này là wow.
tiếp tục miếng rồi. Tiếp nữa. Chị ăn loài cú nha leo hôm nay. Rồi xin mời nhé. Nhưng mà lần nữa đi. Không nói nên lời. Ngon quá, không nói nên lời được. Thì bây giờ vừa làm vừa ăn thì clip đến đây thì chắc cũng dài rồi. Còn các bạn thông cảm nữa, Xuân Hoa Miền sẽ kết thúc xuống ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh và theo dõi để chuẩn bị đến các món là một món đặc biệt nữa. Xin chào.